một loạt đám cháy đáng ngờ thiêu rụi nhiều chiếc xe ở thành phố montreal bao gồm cả xe bus của trường học một loạt ba vụ cháy xe đáng nghi ngờ đã xảy ra ở thành phố montreal vào tối thứ tư và thứ năm trong đó có một số xe hơi và một xe bus trường học đã bị phá hủy các cuộc điều tra đang được tiến hành bởi đội điều tra phóng hỏa của cảnh sát montreal và cho đến nay chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện vào khoảng 11 giờ 25 tối thứ Tư, bảy chiếc xe hơi đậu trên một khu công nghiệp của San Laurent đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Lính cứu hỏa đã được gọi đến đại lộ Lobo gần đường côte Khoảng 1 giờ sáng thứ Năm, một vụ hỏa hoạn khác đã khiến một chiếc xe bus chở học sinh bị hư hỏng hoàn toàn. Chiếc xe đậu trên đường Cherry Street East gần ngã tư đại lộ Longelier ở San Leonard. Ngọn lửa gây ra thiệt hại nhỏ cho một tòa nhà liền kề, giống như vụ cháy ở San Laurent không có vật gây cháy nào đã được tìm thấy. Đây là lần thứ hai trong vòng 24 giờ, một chiếc xe bus chở học sinh bị lửa thiêu rụi ở San Leonard. Vào tối thứ tư, một chiếc xe tương tự đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa trong bãi đậu xe của một nhà để xe trên đường McClory. Cuối cùng, vào khoảng 1 giờ 15 sáng thứ năm, thì một chiếc xe hơi đậu trên đường và một chiếc SUV gần đó trên sân nhà tư gia bốc cháy và hư hỏng nặng nề trên đại lộ London gần đại lộ Henry Borassa phía đông ở Bắc Montreal. Trong vụ này thì lính cứu hỏa đã phát hiện ra các sản phẩm đã được sử dụng để thổi bùng ngọn lửa. Ba vụ đốt phá xe này là những vụ mới nhất trong một loạt vụ hỏa hoạn đáng nghi ngờ nhắm vào các chiếc xe ở Montreal trong những ngày gần đây. Một chiếc xe đậu trên sân nhà cũng đã bị cháy tại khu dân cư trên phố Stratton ở Kirkland và một vụ khác ở sân nhà tư nhân trên đại lộ Rosemont ở Hochelaga-Maisonneuve. Các xe kéo tractors cũng bị hư hỏng nặng nề do ngọn lửa trong khuôn viên của một cơ sở thương mại ở Dovan và một chiếc xe hơi trên sân nhà ở đường Antoine Faucon ở Perfons cũng đã bị phóng hỏa gần đây. Không có thương tích nào được báo cáo trong bất kỳ vụ việc nào.